Chào buổi tối cả nhà. Phương Thí mến chào quý cô chú, anh chị và các bạn đã đến với kênh Phương Thí Cuộc Sống Mỹ. Thì cả nhà ơi, hôm nay Phương Thí mới đi làm về. Chiều nay về á, cái mình ghé chợ, mình mua cục thịt bò với lại một chút xíu xương bò về đang mình nấu phở nha cả nhà. Hồi tuần rồi á, trước khi lễ á, thì Phương Thí tính á, là mình sẽ đi chợ mua đủ đồ hết luôn. Thì tuần này mình khỏi mất công đi, do là giống như gần lễ á, người ta đi chợ đông dữ lắm. Mình không có muốn đi chợ mà đông người ta nhiều quá, nhưng mà nhà còn thiếu đồ tù lưu hết trơn á. Với lại hôm nay David đi học đại học về, các bạn chắc thèm đồ Việt Nam dữ lắm, cho nên hôm nay mình sẽ nấu phở cho David ăn ha. Gia đình mình tối nay sẽ ăn phở nha. Phương Thí đã bắt cái nồi nước, mình đang hầm xương phía sau lưng á. Rồi hôm nay sẵn Phương Thí làm phở đó, mình đã chia sẻ nhiều cái video về cái cách Phương Thí nấu phở rồi. Nếu mà cô chú anh chị và các bạn nào quan tâm á, thì có thể xem lại video cũ ha. Còn hôm nay Phương Thí quay video này á, mình muốn chia sẻ thêm một cái món, thêm hai món nữa. Một á, là bò tái chanh nha các bạn. Bò tái chanh ăn kèm chung với phở, hoặc là cô chú anh chị và các bạn cũng có thể ăn cái món bò tái chanh này cho mình, làm cho gia đình mình có tiệc cũng được nè. Rồi mình để mình nhâm nhi lai gai vài chai cũng được nè. Rồi để mình ăn cơm cũng được nữa cả nhà. Thì Phương Thí có cái công thức làm riêng của mình. Hôm nay Phương Thí muốn chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn cái món bò tái chanh ha. Với lại á, đây, thịt bò tái chanh á, thì Phương Thí đã sắc sẵn trong tô rồi để đây. Với lại Phương Thí có mua thêm thịt bò xay á các bạn. Thịt bò này người ta xay người ta bán trong dĩa luôn. Thì mình mua về. Rồi bây giờ Phương Thí sẽ bỏ tủ đông cái này trước nha, đặng mình làm cái bò viên á các bạn. Tại gia đình Phương Thí hết trơn bò viên rồi. Ăn phở á, thì David với Trai Đành rất là thích ăn bò viên. Thì bây giờ Phương Thí sẽ để mình làm bò tái chanh trước nha. Còn cái thịt bò này á, thì Phương Thí sẽ để vô đông đá để một chút xíu á, là mình là làm cái bò viên nha cả nhà. Hôm nay Phương Thí sẽ chia sẻ hai món, đó là bò tái chanh với lại bò viên ăn chung với phở nha. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi bỏ trong tủ đông đá, tại vì khi mà mình làm cái bò viên á các bạn, thì thịt bò phải rất là lạnh á, thì cục bò viên của mình nó mới dai. Rồi bây giờ Phương Thí cái này mình mới mua về nó còn rất là lạnh, nhưng mà mình muốn cho lạnh thêm á, cho nên Phương Thí sẽ để tủ đông ha các bạn, để mình làm chừng nào mình làm bò tái chanh xong á thì mình sẽ quay lại mình làm cái bò viên nha. Rồi thì bây giờ á, Phương Thí bắt hai cái nồi nước bên đó. Một bên á, thì Phương Thí đang hầm xương. Còn một bên á, thì Phương Thí đã bắt một cái nồi nước sôi để mình trụng với thịt này trước nha cả nhà. Thì cái nồi mà mình hầm xương để mình nấu phở á, thì Phương Thí đã trụng thịt thiệt sạch. Xong mình bắt cái nồi nước lên, Phương Thí mới nướng cái củ hành tây với cái củ gừng á. Mình để thịt với xương vô mình hầm. Thì mình hầm đó khoảng cũng cỡ một tiếng đồng hồ á các bạn, cho cái xương nó ra hết cái chất ngọt để mình nấu phở cho nó ngon ha. Rồi cái nồi bên kia đó Phương Thí thấy cũng đã sôi rồi. Thì để bây giờ á, Phương Thí bắt tay vào để là mình làm cái bò tái chanh trước nha cả nhà. Đây, thì cái nồi nước Phương Thí nấu hồi nãy giờ sôi nè các bạn. Thì bây giờ Phương Thí sẽ cho tí xíu muối vô nha. Mình cho tí xíu muối lên. Rồi các bạn mình thấy cái nước bắt đầu sôi bùng lên á, thì Phương Thí sẽ tắt lò nè. Xong cái mình sẽ đổ cái nước sôi này vô trong cái tô thịt bò mà Phương Thí đã sắc sẵn đó các bạn. Rồi, bỏ vô đây xong á, thì Phương Thí sẽ trộn. Mình sẽ trộn cái thịt này lên sơ một cái á các bạn, cho cái thịt của mình nó giống như nó tái đi với cái nước muối này các bạn. Để mình ăn cái bò tái chanh nó đỡ bị giống như là nó sống quá các bạn, mình hơi dội miệng ha. Rồi bây giờ mình sẽ trụng ở đây chút xíu nha. Mình để vô mình chỉ vợt cái nước bò này các bạn, vợt qua vợt lại rồi khoảng chừng 1 đến 2 phút là Phương Thí sẽ đổ ra nha. Đây cả nhà, thì thịt của mình á, Phương Thí nãy giờ mình để vô đây nha, thịt của mình bắt đầu tái lên. Bây giờ khoảng cả 2 phút rồi thì Phương Thí sẽ đổ qua trong cái gỗ nha cả nhà. Probably 45 minutes to an hour. Okay. Con tắt cái đèn bên đó đi David. Tắt cái đèn bên đó đi, con hai đèn bên đó đi. Rồi trong cái thời gian mình chờ cái thịt của mình á, nó gáo cái nước á các bạn, thì Phương Thí sẽ vắt chanh nha. Rồi mình sẽ vắt chanh vô trong cái tô nha. Cái bò tái chanh này đó nhầm người á, người ta làm á, người ta tái chanh luôn lúc thịt bò còn sống các bạn. Nhưng mà Phương Thí tái chanh lúc cái thịt bò còn sống á, mình thấy giống như nó còn sống, nó còn đỏ quá, mình hơi giống như mình hơi nhát miệng mình ăn á các bạn. Cho nên là mình trụng sơ với cái nước sôi với cái muối đi, cho nó tái nhẹ xuống cái đi các bạn, chứ nó chưa thật sự chín nha, chỉ tái nhẹ dạng thịt bò của mình nó vẫn còn màu hồng. Rồi sau đó mình sẽ tái chanh thêm một lần nữa ha. David mình đó các bạn đi học ở dưới đại học á, thì mới về có mấy ngày hà, rồi mà ở dưới cái trường học á thì lớn các bạn, nhưng mà cái thành phố nhỏ xíu à,
cho nên đó là không có nhà hàng Việt Nam, cũng không có tiệm phở, cũng không có cơm nữa, toàn đồ ăn Mỹ nè, có tiệm McDonald's đồ ăn Mỹ, không thôi là ăn trong ký túc xá của trường đó các bạn. Cho nên nó sẽ rất là thèm đồ Việt Nam. Hôm nay Phương Thí nấu phở nè, tranh thủ đợi gì ngay lễ nè các bạn, bên Phương Thí hiện giờ ngay lễ là gần tới lễ tạ ơn đó các bạn, cho nên học sinh nó nghỉ được cái tuần lễ là nên nó lái xe về. Hồi đem vịt đi tới giờ các bạn là hồi cuối tháng 8 tới bây giờ là tháng 11, gần cuối tháng 11 rồi các bạn. Chưa đem vịt chưa về lần nào hết á. Tại vì lái xe cũng xa đó, 4 tiếng mấy gần 5 tiếng lái xe lận, cho nên nó là học rồi bài tập bài vở được hơi nhiều á. Rồi nghỉ thường cuối tuần nghỉ được có nhầm khi 1 bữa 2 bữa à, cho nên lái xe 4 5 tiếng mệt đó. Đem vịt nó nói ở dưới thôi con thà con làm ở dưới con làm bài tập. Chứ lái xe về xe xuống dưới đi học mệt lắm, nên là lần đầu tiên đem vịt quay về nhà sau một thời gian đi học đại học nha cả nhà. Thấy nó vẫn y chang như hồi xưa, nó vẫn ốm như hồi xưa. Tóc thì kêu cắt, anh xã mình kêu cắt mà nó nói nó lo nó học không à. Tóc tai chưa cắt nữa, chắc mai chiều về đi cắt rồi. Rồi, thì đây cái thịt bò các bạn nhìn nè, nó chỉ tái sơ thôi chứ thật sự là chưa có chín ha. Bây giờ Phương Thí sẽ, hồi nãy giờ mình để á, mình làm nước chanh á, thì thịt bò của mình á thì nó cũng đã giống như gáo nước rồi. Khi thịt bò gáo nước á thì Phương Thí sẽ cho cái nước chanh này vô nha các bạn. Cho cái nước chanh này vô trong thịt bò để mình tái cái bò cho thêm chút xíu nữa. Mình sẽ trộn đều cái nước chanh này lên. Hồi nãy cái này là tùy theo cái lượng thịt bò ít hay nhiều mà mình cho chanh nhiều hay chanh ít nha các nhà. Cái này thịt bò mình nãy hồi nãy chắc cái này chắc cũng có một pound á, là khoảng 450 gram nửa ký vậy các bạn. Rồi, mình sẽ để đây mình tái nha, mình sẽ để thịt bò ở đây ngâm trong cái nước chanh này các bạn khoảng cỡ 20 phút vậy đi. Khi mà mình thấy thịt bò mình hoàn toàn tái á, thì sau đó Phương Thí sẽ bỏ củ hành rồi bỏ rau cải rồi vô ha. Bây giờ trong thời gian mà chờ nó tái như thế này á, thì Phương Thí sẽ đi sơ chế mấy cái rau củ của mình nha. Rồi bây giờ Phương Thí sẽ bắt đầu sơ chế cái rau củ của mình nha cả nhà. Ở đây á, thì Phương Thí đã sắc tỏi ra rồi. Ớt á, thì Phương Thí sử dụng hai trái thôi. Tại vì chay đành á, thì ăn ớt được, chay đành ăn ớt nhiều được các bạn. Còn đeo vịt á, thì ăn cay không có giỏi, ăn cay ít lắm. Cho nên Phương Thí bỏ hai trái ớt nhỏ thôi các bạn. Có hơi cay cay thôi, mình muốn ăn cay thêm á, thì mình lấy một chén nước mắm cay riêng các bạn. Thật sợ trộn chung á, đeo vịt nó ăn không được. Phương Thí sẽ cho vô đây phân nửa nha. Mình sẽ sắc hết, mình bỏ vô trong cái dĩa này nè các bạn. Thì tỏi á, thì Phương Thí làm hơi nhiều, đáng lát một chút xíu mình trộn vô trong thịt bò. Còn một phần nữa á, thì Phương Thí sẽ sấy lên các bạn, sấy tỏi lên cho thơm ha. Để mình trộn vô cái bò mình cho thơm. Bây giờ củ hành á, thì Phương Thí sẽ sắc cho thiệt là mỏng luôn. Cái củ hành này á, các bạn thì nó không có cay nhiều. Tại do cái củ hành này là củ hành ngọt đó các bạn. Nó có mùi thơm củ hành nhưng mà nó không có nồng. Giống như là mấy cái củ hành mà mình nấu khác, cái này Phương Thí mua loại cái củ hành ngọt ha. Củ hành trắng á, nhưng mà củ ngọt, củ hành ngọt. Sắc thiệt là mỏng. Rồi Phương Thí cho vô đây luôn. Các bạn biết gì không, hiện giờ bên Phương Thí đang là mùa đông. Rồi rau cải ở ngoài thì chết hết trơn rồi các bạn. Rồi Phương Thí ở ngay cái thành phố mà không có người Việt đông, các bạn toàn là người Mỹ rồi nhiều, không có chợ Việt Nam. Cho nên đó là không có rau gì để ăn phở hết á, không có quế mà cũng không có gì khác hết á, chỉ có ngò gí của Mỹ á các bạn, với lại hành lá thôi à. Cho nên tối nay mình ăn phở chỉ có ngò gí với hành lá thôi các bạn, không có lá quế ha, cũng không có ngò gai luôn. Rồi đó, Phương Thí sẽ sắc để sẵn ở đây trong thời gian mình chờ cái thịt bò của mình tái nha. Cái bò tái chanh này nè cô chú anh chị và các bạn mà có rau găm ha, có rau găm, rồi rau húng quế, rồi rau, nói chung là tất cả những cái loại rau mùi á, nào mà mình thích cho mình bỏ vô sẽ là rất là ngon ha. Đặc biệt là rau găm, bỏ vô thì nó sẽ rất là thơm. Nhưng mà chỗ Phương Thí bây giờ không có rau gì khác ngoài cái ngò gí á các bạn ơi. Các bạn biết không, hồi sáng á, Phương Thí trước khi đi làm á, thường tiệm mình mở cửa 9:30, mà sáng Phương Thí thức sớm các bạn. 8 giờ là mình ra khỏi nhà rồi, mình chạy xuống dưới chợ á, mình ghé chợ. Rồi bắt đầu mình đi chợ xong rồi mình mới đi lại tiệm làm các bạn. Tại trong tiệm của Phương Thí á, có cái tủ lạnh nhỏ các bạn. Mình mua thịt rồi mình mua rau cải rồi xong mình để tủ lạnh chiều cái mình về luôn. Chứ Phương Thí không có ghé chợ chiều. Tại chợ chiều thật sự lúc nào nó cũng rất là đông các bạn. Rồi thì cái phần mà làm bò tái chanh á, thì cái phần mà chuẩn bị á, thì Phương Thí đã làm xong hết rồi ha. Mình sẽ tái thịt bò đây thêm tí xíu nữa.
Rồi bây giờ trong cái thời gian mà Phương Thí chờ cái thịt bò của mình đó các bạn, thì bây giờ ở đây Phương Thí sẽ làm cái bò viên nha cả nhà. Thì hồi nãy giờ Phương Thí để vô trong đây nè các bạn, thì thịt nó cũng hơi dẻo dẻo rồi. Thịt của mình cũng hơi dẻo dẻo rồi, bắt đầu Phương Thí đem ra, bắt đầu mình bỏ vô cối đó mình xay nha. Cái này Phương Thí mua cái loại thịt bò ít mỡ đó các bạn. Có 7% là mỡ thôi hả? Tại mỡ nhiều ăn nó béo lắm, cho nên Phương Thí mua loại này là ít mỡ nha cả nhà. Thịt bò người ta xay sẵn á. Rồi. Đó các bạn thấy nè, giống như nó dẻo dẻo như kem vậy đó. Bây giờ Phương Thí sẽ cho vô nha. Mình xay thịt bò trước. Rồi sau khi mà cho thịt bò vô trong đây hết á các bạn, thì bây giờ Phương Thí sẽ để cái máy vô xay nha. Lúc xay này Phương Thí sẽ tắt cái tiếng, tại vì nó sẽ rất là ồn. Rồi thì ở đây á, Phương Thí để mình xay ở đây á, khoảng cho thịt nó dẻo ra các bạn. Thì mình thấy là thịt của mình đã được như thế này rồi nè. Chưa được đâu ha. Mà Phương Thí thấy á, sợ nó nóng á, cho nên là Phương Thí sẽ bỏ cái cối thịt của mình á, vô trong cái tủ lạnh thêm chút xíu nha các bạn. Cho nó lạnh thêm chút xíu nữa thì bắt đầu mình sẽ tiếp tục mình xay lần hai là nó thành nha. Rồi cả nhà, trong cái thời gian mà Phương Thí chờ cho thịt cái mình lạnh thêm một lần nữa đó, để mình xay thịt để cho nó bong lên, nó thành cái bò viên á các bạn. Thì bây giờ Phương Thí sẽ pha cái nước để gia vị á các bạn, cái nước gia vị để mình chuẩn bị mình để vô trong cái bò viên ha. Ở đây á thì Phương Thí cho bột bắp. Cho tí xíu bột bắp khoảng cỡ một muỗng này nha các bạn. Còn một muỗng ăn cơm á. Rồi sau đó Phương Thí sẽ cho một tí xíu nước vô. Cái này á Phương Thí pha sẵn đó các bạn, rồi bắt đầu mình cũng cho vô trong tủ lạnh luôn, cho nó lạnh cái nước này luôn nha. Cái này á thì lúc trước Phương Thí làm á thì Phương Thí làm bằng bột khoai tây á các bạn, tinh bột khoai tây. Nhưng mà nhà hết trơn rồi, bây giờ Phương Thí thấy đây là bột bắp ha. Rồi, mình sẽ nêm nếm vô trong này luôn. Phương Thí sẽ cho vô đây là đường. Cái này là mình nêm nếm tùy theo khẩu vị ăn của từng nhà khác nhau á, thì mình sẽ nêm nếm khác nhau ha. Sau đó Phương Thí sẽ cho vô đây tí xíu bột ngọt, nửa muỗng. Hạt nêm. Thì Phương Thí sẽ cho vô đây một muỗng nè. Muỗng súp mà muỗng súp nhỏ nha. Rồi một tí xíu nước mắm. Hai muỗng ăn cơm nước mắm đi. Cái này mình nêm mình chỉ nhắm chừng thôi các bạn, thường gia đình mình ăn sao á. Rồi dừa đó thì Phương Thí nêm vô ha. Thì ở đây á thì mình cho vô đây tí xíu tiêu. Một tí xíu bột tỏi nha cả nhà cho thơm. Rồi, thì bây giờ Phương Thí sẽ trộn cái nước này lên nè các bạn, trộn cho tan đều hết rồi luôn. Xong bắt đầu mình lấy cái bọc thực phẩm á, mình bọc lại rồi Phương Thí cũng để trong tủ lạnh luôn các bạn. Để trong trọng khoảng có 15-20 phút cho thiệt là lạnh. Sau đó Phương Thí sẽ đem ra mình nêm nếm vô trong cái thịt của mình, rồi mình quay thêm một lần nữa để nó trở thành là bò viên nha cả nhà. Rồi, gói lại. Mình lấy cái bọc thực phẩm á, bọc lại gì đoạn cho nó đừng có ra cái mùi hôi của cái tủ lạnh đó các bạn. Tại có nước mắm nè, rồi hạt nêm với bột tỏi thì sợ nó hôi tủ lạnh. Rồi Phương Thí sẽ dẹp trong tủ lạnh nha. Rồi cả nhà ơi, thì ở đây á, là thịt bò của Phương Thí để ở đây khoảng cỡ 25 phút rồi nè các bạn. Hồi nãy tính để 20 phút thôi, nhưng mà do mình lo mình làm cái bò viên á, cho nên để hơi lâu chút xíu không sao ha. Thì cái bò của mình á, Phương Thí thấy đã tái hết trơn nè các bạn, ra nước nè. Thì bây giờ Phương Thí sẽ chắc hết cái phần nước này bỏ trước nha. Sau đó mình sẽ nêm nếm lại mình làm cái bò tái chanh của mình nha cả nhà. Rồi thì đây á, là cái phần bò của Phương Thí. Mình đã chắc hết cái phần nước cốt chanh hồi nãy giờ mình bỏ vô nha các bạn. Thì bây giờ Phương Thí sẽ nêm vô đây là đường. Đường hơi nhiều chút xíu ha, tại vì mình tái chanh nó hơi chua đó, bỏ hơi chua chua ngọt ngọt mới ngon. Mình vẫn nêm nếm theo cái nguyên liệu quốc dân là đường, bột ngọt, muối, nước mắm ha. Tí xíu bột ngọt nè. Một chút xíu muối thôi, tại Phương Thí nêm nước mắm hơi nhiều á. Mình sẽ bỏ tí xíu muối thôi, đặng mình cho nước mắm vô cho có cái mùi thơm nước mắm nó sẽ ngon hơn nha cả nhà. Rồi xong, thì bây giờ Phương Thí sẽ cho hết cái phần củ hành tây vô nha cả nhà. Thì củ hành tây này Phương Thí không có ngâm trước, tại vì do cái củ hành tây của mình á là củ hành tây ngọt.
cho nên là nó sẽ không có hăng bằng giống như củ hành tây bình thường nha cả nhà. Rồi, rồi Phương Thí cho hết cái phần tỏi với ớt vô luôn ha. Rồi Phương Thí vẫn cho hết trơn cái phần rau ngò của mình vô luôn nha cả nhà. Rồi sau đó Phương Thí sẽ đeo bao tay vô, rồi mình trộn lên nha. Mình bóp cái thịt bò mình nó cho nó thấm gia vị nha cả nhà. Cái này nó có ra nước một tí xíu không sao, lát mình trước khi mình trộn xong hết cho thấm gia vị á, thì mình sẽ đổ qua trong một cái gỗ nha các bạn, cho nó gáo, cho thịt bò mình nó gáo hết trơn luôn, nó không có còn nước. Tại trộn gỏi mà giống như bò tái chanh mà cái nước lỉnh bỉnh gì á là nó sẽ không ngon nha cả nhà. Mình trộn cho thiệt là thấm gia vị đâu hết. Xong lát chút mà chừng nào bà Phương Thí bỏ cái tỏi sấy vô á, với lại bỏ cái củ hành sấy rồi vô với đậu phộng rồi vô á, thì Phương Thí sẽ để lên trên cái gỗ á cho nó gõ hết trơn cái phần nước ở trong đây ra nha cả nhà. Wow, giờ rất là thơm luôn. Thơm cái mùi củ hành với cái mùi chanh đó các bạn. Rồi, mình sẽ để cái này ra trong một cái gỗ nha các bạn. Mình đã trộn đều lên hết rồi, thì bây giờ Phương Thí sẽ để ra trong một cái gỗ cho thiệt gáo. Sau đó Phương Thí mới trộn củ hành tím mình sấy khô với lại tỏi hồi nãy mình sấy vô nha cả nhà. Rồi cả nhà, thì hồi nãy giờ Phương Thí để cái thịt đó trên cái gỗ á các bạn, mình đổ ra trong cái gỗ xong Phương Thí để cái tô dưới nè. Thì bây giờ cái thịt của mình đã gáo ha, Phương Thí đổ hết cái phần nước ướp của mình ra ha. Rồi sau đó Phương Thí sẽ cho ngược lại vô trong cái tô để bây giờ mình trộn thêm một lần nữa với cái củ hành đó các bạn, với cái nè. Bây giờ Phương Thí sẽ cho cái phần tỏi vô nha, cái tỏi hồi nãy mình sấy mà tỏi á, đeo bao tay sẵn luôn đặng lát Phương Thí hốt vào trong cái dĩa luôn á các bạn. Rồi cho một tí xíu củ hành vô ha, một tí xíu đậu phộng vô. Bây giờ mình trộn lên trước, Phương Thí sẽ trộn lên trước cho nó thơm trong đây trước nha. Rồi sau đó mình sẽ để ra trong cái dĩa, rồi mình sẽ để ra thêm đậu phộng lên lớp trên nữa các bạn. Rồi có cái mùi tỏi sấy vô là thơm rồi. Rồi bây giờ Phương Thí sẽ hốt ra trong cái dĩa nha. Mỗi người sẽ có một cách làm bò tái chanh riêng của mình. Nhưng mà Phương Thí có làm cái cách này nè. Thì anh xã mình thích, chay đành cũng thích nữa, đặc biệt là chay đành á. Ăn phở là chay đành ưa hỏi cái món bò tái chanh này nè các bạn. Cho nên mình thấy ngon, hôm nay sẵn làm. Rồi mình làm ra rồi mình sẵn mình chia sẻ cho cả nhà mình xem. Có cô chú, anh chị và các bạn nào mà muốn ăn bò tái chanh á, mà chưa có biết cách làm, hoặc là làm ăn nhiều lần mà chưa có ngon á, thì thử một lần làm theo cái cách của Phương Thí đi các bạn. Ăn ngon, Phương Thí thấy ngon đó, chay đành cũng thấy ngon. Hy vọng là cả nhà mình á, nếu mà có ai làm theo á thì cũng sẽ ngon ha. Rồi ăn cũng ngon, thiệt là ngon với gia đình mình luôn. Rồi bây giờ đã xong ha, bây giờ Phương Thí sẽ cho lên múc lên đây một tí xíu củ hành tím á. Thường Phương Thí đi chợ Việt Nam á, mình sẽ mua một hũ như thế này nè các bạn. Người ta đã sấy sẵn rồi, người ta chiên giòn lên ta sấy cũng thơm lắm cả nhà. Rồi về mình không có cần mất công mình làm nữa. Để lên xong thì Phương Thí sẽ cho đậu phộng lên nha. David nó, bạn nó rủ nó đi ăn tối vậy đó, nó muốn đi ăn tối nhưng mà nó cũng muốn ăn phở nữa, rồi làm sao bên Tì. Nó hỏi em rồi làm sao anh Tì, nó nói thôi bạn con mai ăn đi, ăn phở trước đi. Cái đấy nói ừ mà cho sau ra nói sao biết như bạn rủ đi ăn. Nó nói chắc thôi con đi ăn tối với bạn, còn lát con về con ăn phở sao. Nó nói nó về trước 10 giờ vậy đó. Thì thôi kệ đi, quá chừa cho nó, chắc bạn nó cũng đi học đại học tập trung gì về á, tập bè tập bạn á. Rồi các bạn, thì bây giờ đây là cái dĩa bò tái chanh của mình xong ha. Tại nhà Phương Thí rất là thích ăn đậu phộng, anh xã mình với chị Đành rất là thích ăn, cho nên là Phương Thí để rất là nhiều đậu phộng trên lớp trên. Bây giờ Phương Thí đã xong cái bò tái chanh, bây giờ Phương Thí sẽ bắt tay ra để mình xay cái thịt bò các bạn. Cái bò hồi nãy Phương Thí làm đang chuẩn bị mình làm bò viên á, thì cái món này đã xong ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục mình làm cái món bò viên nha cả nhà. Rồi các bạn, thì bây giờ Phương Thí đã đem cái cối xay của mình ra ha, từ trong tủ lạnh ra nè. Rồi cái phần nước á, cái phần nước ướp á thì Phương Thí cũng để ở đây luôn rồi các bạn, mình cũng đã chuẩn bị sẵn hết rồi ha. Bây giờ Phương Thí sẽ bắt đầu mình xay. Đây là lần xay cuối cùng để cho cái chả của mình á bông lên, bạn có thể làm bò viên nha cả nhà. Phương Thí xay sơ một tí xíu vậy, rồi sau đó mình sẽ cho hết cái nước ướp của mình vô nha cả nhà.
ở ngoài sau lưng Phương Thúy á, mình có bắt cái chảo sẵn đó các bạn, để khi mà mình xay xong cái phần thịt này á các bạn thì cái nước của mình cũng sôi rồi, mình bỏ qua mình luộc liền luôn, mình không có cần phải chờ ha. Rồi thì cái phần chả của Phương Thúy á, rồi thịt dẻo giống như thế này là được nha. Bây giờ Phương Thúy sẽ đổ cái này ra trong cái tô, rồi bắt đầu mình để qua bên cái nồi bên đó đó. Phương Thúy có bắt nồi sẵn, cái nồi nước sẵn rồi, để bắt đầu mình luộc chả nha các bạn. Ê, luộc bò viên. Phương Thúy xin lỗi, Phương Thúy lộn. Wow, nó cái bò viên của mình đó các bạn, nó dẻo dẻo luôn nè các bạn nhìn nè. Giờ Phương Thúy sẽ để hết ở trong cái tô ha, để mình qua bên bển á, mình bắt đầu mình luộc nha cả nhà. Cái này mua thịt bò đó, thịt bò tươi á thì nó sẽ dai hơn nha. Nhớ cô chú anh chị các bạn nhớ mua thịt bò tươi nha. Ok các bạn, thì bên đây á thì cái nồi nước của Phương Thúy đã sôi hồi nãy giờ các bạn. Thì bây giờ Phương Thúy sẽ bắt tay vào để mình luộc cái bò viên nha. Phương Thúy đeo một cái bao tay để cái thịt của mình nó đừng có dính vô bao tay các bạn. Con nhà mình á, ăn phở các bạn rất là thích ăn bò viên. Lúc đi chợ Việt Nam Phương Thúy mua nhiều lắm, nhưng mà do là đợt rồi mình đi đó nhiều đồ á, cái Phương Thúy quên, cho nên nó là hết bò viên rồi, mình phải tự làm bò viên. Lúc trước Phương Thúy cũng đã từng làm rồi các bạn. Ngày khi mình làm vậy nè, mua một dĩ vậy đó rồi về bữa nào rảnh thì làm, còn không rảnh thì lấy cái bò viên mà ta bán sẵn trong chợ Việt Nam á các bạn. À, rồi ăn khỏi mất công mình làm, nhưng mà để cho bò viên nó ngon nó tươi á, thì mình làm ở nhà thì nó sẽ tươi hơn các bạn. Tại vì trong chợ người ta bán trong khi người ta đông đá á, mình không biết đó là người ta đông đá bao lâu rồi. Cái bên đó Phương Thúy có bắt cái nồi phở các bạn, mình luộc hồi nãy giờ là cũng có tiếng đồng hồ á. Phương Thúy nghĩ mình luộc xong bò viên là mình có thể ăn phở được rồi các bạn. À quên nữa, nấu nồi phở hôm nay là tính giống như đãi David cho nó ăn, tại thấy nó thèm đồ Việt Nam các bạn. Nhưng mà nãy bạn nó đó đang nấu cái nó ra nó hỏi anh Tì, bạn con đi học xa về đó rồi muốn đi ăn ở ngoài á, rủ con đi rồi sao giờ con muốn ăn phở mà con cũng muốn ăn chung với bạn con nữa. Rồi Phương Thúy nó thôi đi chơi với bạn đi, rồi quát quát Phương Thúy chừa phở các bạn, mình chừa lại rồi bắt tối nó đi về, cứ mà còn đói bụng nữa đó thì ăn, không thôi ở nhà ngày mai ở nhà đó. Cho nói với chị đành ăn ở nhà cũng được. Cái thịt bò này nè, nếu mà cô chú anh chị và các bạn mua cái loại bò mà có nhiều mỡ á, thì mình làm cho nó sẽ béo hơn nha các bạn. Tại nhà Phương Thúy mình không có thích béo nhiều á, cho nên Phương Thúy mua cái này á, nó có 7% béo à, 93% thịt, cho nên nó là nó sẽ không có béo nhiều. Đây là cái cục bò viên cuối cùng, cho nên nó sẽ hơi bự hơn tí xíu so với mấy cái cục kia. Rồi, thì bây giờ Phương Thúy sẽ để đây luộc cho bò viên mình tới khi nào mà bò viên của mình nổi phình lên hết á các bạn, thì lúc đó là xong ha. Con đi giờ nào về đây vậy? We'll probably be there like around 8:30. So, leave for an hour and then give like 30 minutes. After that, I'll probably be like 10, so I'll probably be back like 10:30, 11-ish. Not too late. Ok, thì để sẵn vô trong cái tô cho con. Nếu mà tối về, nếu mà con còn đói bụng á, thì con hâm cái nước này nóng lên lại, xong rồi con đổ vô trong cái tô phở ăn, ok? This is how we normally make it, right? Hả? Is this how I normally do to make pho when we're home? Dạ, đúng rồi. Yeah, okay. Không thôi, nếu mà tối nay về mệt mà ăn no rồi á, thì cái này cho ngày mai con ở nhà với chị Đành ăn. Ok. Ok. Be safe, have fun. Đi rồi đó các bạn, có hẹn với bạn và đi rồi đó. Thì cái nồi bò viên của mình á, Phương Thúy thấy bắt đầu nó nổi lên, nó phình bự ra hơn cái lúc mà mình luộc á các bạn. Tại do mình nó nở ra đó, thịt nó bông nó nở ra đó. Thì bây giờ Phương Thúy sẽ đổ cái bò viên này ra trong cái gỗ ha, để cho gáo, rồi mình bắt phở vô trong tô, chan nước vô. Tại vì cái nồi này hồi nãy giờ Phương Thúy nấu cũng lâu rồi các bạn, được rồi đó. Thì mình sẽ dọn ra bàn nha. Và đây là cái nồi phở hồi chiều giờ Phương Thúy nấu nè các bạn, cái nước của mình rất là trong luôn ha. Bò viên Phương Thúy luộc xong hết rồi, chín rồi đó. Rồi bắt đầu mình mới vớt, mình bỏ qua trong cái nồi phở luôn nha các bạn, để cho cái nước phở của mình được trong á. Rồi, ở phía bên đây á, thì xương nè, Phương Thúy múc cái cục xương lên cho cả nhà mình xem nè. Thì hồi nãy Phương Thúy thử đũa găm vô á, thì nó đã mềm rồi các bạn. Thì bây giờ Phương Thúy sẽ múc ra tô nha. Đây,
Phương Thí có bỏ củ hành nướng nè, gừng nè, với cái gói gia vị nấu phở vô, nhưng mà mình sợ là nó bị bể bọc rồi đó các bạn, mình nấu được thì Phương Thí vớt ra ha. Bây giờ nồi phở mình như thế này, Phương Thí sẽ bắt đầu múc vô tô nha cả nhà. Ăn phở thì mình thích để nước hơi nhiều các bạn, để cho cái phở mình ngon ha. Rồi Phương Thí sẽ cho vô đây là bò viên với lại cái phần xương bò của mình hầm ra. Wow, thơm quá cả nhà ơi. À, vậy là xong. Bây giờ mình sẽ dọn ra bàn nha. Mời cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn phở gia đình mình nha. Rồi cả nhà ơi, thì đã trụng phở ra tô hết rồi. Thì David nó đi ăn với bạn rồi. Chỉ có Phương Thí, anh xã với gia đình ăn bây giờ. Tại nó về cũng hơi khuya đó, cho nên mình chừa phần của nó vô trong ha. Rồi bây giờ đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Ở đây có bò tái chanh của mình nè các bạn. Rồi có hành lá với ngò gí luôn. Rồi bây giờ Phương Thí mời cô chú, anh chị và các bạn cùng ăn tối gia đình mình nha. Có bán cho chú về, chú già giống Việt Nam không? Không. Chị Đình ơi, con chào ông bà cô chú đi chị Đình. Con chào ông bà cô chú. Mời ông bà cô chú ăn phở. À ông bà. Ông bà cô chú. Ông bà cô chú, con ăn cái phở. Ăn phở với con. Ăn phở với con đi. Ăn phở với con đi. Quế đồng đá quên nữa. Quên mất tiêu. Mình có quế đồng đá nha cả nhà, lấy cái giò xích vô xíu coi. Đói bụng không? Đói bụng quá. Đói bụng quá. Với chồng đông đá là mùa đông ăn mà lại không ăn. Quên. Nè, khăn của con này. Mừng nè. Con chuyện cái chai tương ớt với cái dây. Dạ, muốn ăn quế này không? Dạ không. Tính nấu phở cho nó ăn, thấy nó thèm thèm rồi Việt Nam. Nó đi mất tiêu rồi. Được rồi, gắn mấy game con chơi được không? Ừ. Được hết rồi hả? Ừ. Cái máy game bị hư của hổm á các bạn, thì gia đình nó đi làm cũng có tháng, là hơn có tháng hả gia đình? More than a month rồi. Hơn tháng á các bạn, cuối cùng chắc cốt mằn móc lại được á các bạn, thì đã mua được cái máy game rồi ha. Chơi David về rồi, David gắn cho nó cũng biết gắn nữa, mà nó đợi David về á. Gắn xong rồi chơi, có chơi đó, rồi còn đi làm nữa không? Để coi sao hả? Mẹ ơi, là cái coi của con nó vô. Ăn tuần. A week, so probably next week. Trả hết tiền sao hỏi thẻ nhà băng làm gì. Hỏi thẻ nhà băng làm gì. Nè, bò tái chanh con ưa thích nè. Rồi hả, mẹ thấy đó đi với con ăn đậu phộng nhiều, bữa nay mẹ bỏ nhiều đậu phộng. Ở trên khu đường 20 á, nó có sư tử ra đường đó. Sư tử hả? Ừ. Đứa bạn mà có sư tử thôi vậy. Mẹ đó đi nói hả? On the 20th street they have the lion. Mountain lion, mountain lion. Nó mình không biết đây thì coi nhiều quá. Now they clear it out. Nó là cái police department, phát minh thành nó mới nó đưa lên mà. Mình đi xong có nhiều thằng cũng gặp á. Không gặp đâu. Nhìn gì sớm đi cam bình vậy. Có ăn thêm bò viên ở trong nồi còn chấm như vậy nè. Ngày mai con ở nhà con đeo vịt ăn trưa đó. Đi học lấy bằng súng đi. Rồi. Thiệt mà lấy cái bằng đó. Trên mùa đi săn.
Em không thích mấy cái đó. Phải thêm bình sẽ phải có đồ giả thủ thôi chứ. Thì giống như mình vẫn có đồ mình tự dễ thôi, không sợ chứ. Dù mà đi săn lên này cái nọ không đi thôi. Mình sáng như có buộc kiểm đâu vậy? Nó hết đi quá trời luôn, đi nguyên ngày luôn. Sáng con với David đi mua cái Panda Express ngoài. Con nói David Janet về luôn ngoài. David muốn đi thấy Janet luôn ngoài. À bán chơi Janet hả? Dạ, ngoài đi mua cái Chick-fil-A cho Janet ngoài qua ngoài. Chừng nào nói chuyện với Janet xíu đi qua bên cái. Đi qua bên nội ngoài đi chơi cái đi chơi cái cô. Thì thăm bà nội thì nói dặn học về nhé, thăm mấy rồi. Hồi chưa cho Nhật có ghé tiệm nè. Dạ con hồi nãy chừng nào con với David pass by cái shop, con thấy cái xe của thấy không? Dạ thấy cái xe của Nhật. Gia đình nói bây giờ con đứng còn cao hơn bà nội một khúc luôn hả? Ừ. Gia đình ơi, David nó có chụp hình hả? Đã lát kêu chở cho mẹ coi ơi. Chắc cao hơn cái đầu luôn quá chị Đình. Cha để nó nói giống như con đứng kế bên bà nội, giống như bà nội là em bé luôn vậy. Con cao hơn bụt kệ mà đúng không? Con cao bụt kệ mà đúng không? Dạ. Được về nói nó ép nó ăn mới được. Ờ sao chứ em về em thấy nó ốm hơn đặc không, nó còn nhà. Không ăn không uống gì, học rồi qua giờ ăn rồi ngồi chơi game. Tóc quá trời dài luôn rồi, lấy hạn cắt tóc ở đâu đi? Nó đi, nó lấy cái hạn cắt tóc cái. Nó muốn làm cái tóc giống con quá. Vậy lên cho mẹ mới lấy hạn với thằng Romo đúng không? Yeah, but he said he wants to do it himself. What do you mean? Like make the appointment himself, so he's gonna go whenever he wants. Ok, nói nó David muốn cái đó là phải download cái app về nữa đó, chứ không phải là appointment call in đâu. David muốn cắt tóc giống con hả? Cái này chưa chắc gì thằng Kim nó làm đâu. Thằng Kim làm biến lắm. Nó nói nó muốn cái chu block. Chu block là gì? Nghe lạ lạ. Thằng Kim làm biến lắm. Nó nói tại vì chỗ nó học á, nó nói cái thành phố nhỏ nó sợ cắt không đẹp. Nó nghĩ gì không? Nó bị là con chú A bơ cứ kì á. Thiên nó dắt con đi, chỉ con chỗ con cắt. Chỗ Thiên cắt nó không? Cô đơn. Cô xuất. That one. This one, maybe that one. Ok. Nhưng nó nghĩ như vậy vẫn làm homework, vẫn còn homework. Được rồi, nó không biết nó về được không? Tại nó có thể nếu mà có homework đó là nó không về được đâu. Rồi số cục David đó. Rồi cuối cùng ấy, hình như nó sắp xếp homework đó, mới về được. Nó cắn máy rồi chơi với chơi đành đó. Chứ được rồi là tính nó không về luôn. Mà kìa nó gửi như nó hay là nó sao nó vừa làm homework nữa. Quốc xong rồi chơi game xong rồi nghiện quá không ăn. Nó không có ăn nhiều qua bên cái trường hợp của nó đấy. Nó không có cái nhiều place nó ăn. Nó có một chỗ nó có cái pizza thôi. Và nó có cái dining hall food nó làm cái trứng thôi. Nhưng mà cái trứng nó nhán lắm. Nó không có cái gì lên đâu. He tell you that? Nó ăn phải gì ăn trong trường mà. Phải gì kêu nó ra ngoài chịu khó đi ra ngoài ăn. Mà ở ngoài đó sao thấy chỉ có một cái tiệm steakhouse đó là ăn được. Ăn McDonald's thì tại vì nó thích McDonald's, ăn McDonald's cũng được. Chỉ có cái steakhouse hả? Nhưng nó không có cái McDonald's ngoài, bà nói là nó có cái pizza place only. Cái dining hall. Nó ngoài nó có McDonald's con. Ở ngoài đường có McDonald's. Tại vì nó not in school. Out of town they have it. Just 5 minutes, not too far. Ừ,
Nói đi ăn gì hết tiền thì gửi thêm cho nó, nói nó để nó hạt tiền sẵn nó không ăn á, một kiểm á. Em nói với nó hồi lúc mà chuyển xuống dưới rồi nói con ăn được. Rồi trong đây thì nó giống như cái phết, giống như cái smarter này con ăn đi, không biết nó làm sao. Nếu mà nó ngán quá đó đè bịch con đi ra ngoài con ăn đi thì anh tỷ bỏ tiền vô cho con ăn ngoài đi, trong đây với đồ ăn ngán lắm, nó nói ok. Một kiểm hạt có nhắc nó không? Rồi. Đừng chơi game, học làm không bớt rồi qua thời buổi ăn nó rồi không biết không ăn luôn, ngủ. Hôm về đó bụng không ăn luôn, sáng thờ đó bụng sớm đó, làm cho hiểu rồi. Hỏi không, nó nói về buồn ngủ hỏi không, có ăn tới bụng không? Nên dằn không dọn đi ngủ mất tiêu rồi, chắc lái đuối không? Hồi sáng mẹ tưởng nó David ngủ cho tới 11, 12 giờ. Sao nó thức sớm không biết hả? Because you heard God yelling. À. Tại con nghe, tại David nghe Daddy nói là David không có về hả? Yeah. Bò tái chanh mấy nay mẹ làm ngon không? Mẹ bỏ nhiều đậu phộng. Mà thấy con nó đi ăn nhiều. Mà ở Việt Nam á, người ta làm món nhậu á chứ là. Có biết món nhậu không? Món nhậu là people they drinking and they eat it. Did I make it stop like is a joke? No, it's just because like the food to eat and drink with. Con thích không? Yeah. Mẹ biết con thích mẹ làm hơi nhiều á. Nhìn cho nó con lớn hơn con ăn cái này con uống cái rượu luôn. Thôi đi. Trời ơi, lớn không có uống rượu bia không có tốt cho sức khỏe bữa. Chứ không? Nhưng mà cha thích quá sao con không làm được? Cha thì giống như má mi không có nói được, còn con thì mẹ nói được. Đúng không? Lý cái gì? Vậy thôi các bạn, thì hồi chiều giờ Phương Thí về, cái bắt đầu mình nấu nồi phở xong rồi Phương Thí làm bồ viên, làm bò tái chanh chia sẻ đến quý cô chú anh chị và các bạn, hy vọng là cả nhà mình sẽ thích nha. À, và nếu mà có làm theo cái công thức Phương Thí chỉ á, ăn thành công và ăn thiệt là ngon với gia đình của mình nha. Thôi đến đây Phương Thí xin kết thúc cái video ngày hôm nay của mình ở đây. Cảm ơn quý cô chú, anh chị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ kênh của Phương Thí. Chúc cả nhà mình sẽ có một cái tuần lễ thiệt là bình an, vui vẻ và hạnh phúc nha. Bây giờ cho Phương Thí xin gửi lời chào và hẹn gặp lại quý cô chú, anh chị và các bạn mình ở cái video kế tiếp nha. Bye bye! Can I say something? I wanted to be like, in our next video we'll cook something together. Yeah, yeah! Con muốn nấu gì? Nấu cái gì được? Con muốn làm bánh bao không? Hay là con muốn làm pasta không? Làm cái pasta. Con nhớ pasta mà mẹ nấu cho chung oh, với con. Oh yeah yeah yeah. Làm cái pasta đi. Là muốn pasta phải không? Mà okay. Sao nói được? Con muốn nấu cái đơn pasta, pasta giống như là mì Ý. Yeah. Ngày mai mình nấu ăn chung ha. Dạ. Yeah. Con muốn nấu món gì nè? Ngày mai con muốn nấu cái pasta mẹ ơi. Pasta là mì Ý hả? Dạ. Ok, vậy ngày mai mẹ với con quay phim chung nha. Dạ. Hiểu không? Hiểu. Okay. Ok. Ngày mai hai mẹ con mình sẽ nấu pasta là dạng như mì Ý, dạng kem nha cả nhà. Chờ xem video kế tiếp nha.